được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855 990 9000, 1855 990 9000 hoặc v247power.com. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên, duy nhất tại miền Nam Cali. Điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069 gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan gửi tiền online nhanh chóng tiện lợi an toàn điện thoại 1888 880 8345 hãy tiêm chủng đủ liều và mũi vaccine tăng cường để ngừa Covid-19 hoặc đi xét nghiệm ngay khi có triệu chứng. Nếu không phải làm cho bản thân thì hãy làm điều đó cho những người bạn yêu thương. Thông điệp đến từ Y tế Công cộng quận Harris. ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. tâm học liệu châu Á United Healthcare tòa lạc tại Sài Gòn Houston Plaza cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí về Medicare. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1 868 9009. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio và đây là chương trình Dạo Bình bình của sáng ngày thứ năm, cho quý vị ngày 24 tháng 2 2022 với anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Quang trương một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình cho anh Phạm Cơ, cho anh Vũ Kiểm và Happy Thursday. Dạ, yeah, vâng, chào anh Quang Chương, anh Vũ Kiểm và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của Việt TV Radio Network. Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả, chào anh Trương Cơ. Happy Thursday. Nhưng mà không biết có happy được không? Thursday không happy nổi rồi. <cười> <cười> yeah. Anh Tình có happy hình. nổi không? Dạ, yeah. Giới chiến tranh như vậy loạn lạc. Anh nói không happy mà anh cười toe toét. Không thì người ta, cái đó người Cộng sản gọi là biển đấu thương thành hành động. <laughs> À, vâng lý do mà anh Phạm Cơm và Vũ Kiểm đề cập tới ngày hôm nay đáng lý ra là vui đó ngày dạ. cận ngày thứ sáu rồi nhưng mà tình hình thế giới căng thẳng quá thành ra là khiến cho các anh em uh, trong uh, bàn tin tức cũng cảm thấy là xôn xao uh, nhất là đề. cường <cười> 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 nhất là cường bí ẩn toàn là suối không à, <cười> <Cũng> <cười> à thưa quý vị nói chút chuyện cười như vậy cho nó đỡ căng thẳng và đúng rồi thì cũng uh, kéo giãn cái tình thế một chút xíu nhưng mà tuy nhiên thì đúng như vậy thưa quý vị nhưng mà thôi bây giờ chúng tôi sẽ như thực lệ tóm tắt hết những bên có được sau đó thì sẽ lần lượt đi vào phần tin chi tiết và đặc biệt là sẽ đề cập tới cái cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang diễn ra thưa quý vị bản tin đầu tiên thì liên quan tới vấn đề Nga đã chính thức khởi sự cái cuộc xâm lăng Ukraine sau khi mà đã tấn công cũng như là cho bắn hỏa tiễn vào thủ đô Kiev của 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 Ukraine trong khi đó thì quốc hội của Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cũng ban hành luôn cả cái tình trạng thiết quân luật ở tại đây nga bắt đầu chuyển quân vào ukraine ngày đầu tiên và cái vùng mà nga xuất hiện trước tiên đó là vùng donbass à, nga cho biết là chính quyền của donbass đã yêu cầu nga để mà tiến vào để bảo vệ họ hoa kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với lại các cái công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt nord stream 2 của nga để mà trừng phạt nga trong cái vấn đề mà à, xâm lăng ukraine đối đầu Nga và Mỹ về hải quân và không quân ở tại châu Âu hiện nay. Thị trường chứng khoán đi xuống sau khi Nga cho quân di chuyển vào khu vực của Donbass. Đảng Dân Chủ cũng như Đảng Cộng Hòa đang mất sự tin tưởng ở các người trẻ tuổi hiện nay. Bản tin kế tiếp cho biết đoàn xe biểu tình chống chính sách chính phủ Mỹ đã bắt đầu khởi hành tại California từ trưa hôm qua thứ Tư. Các công tố viên hàng đầu trong vụ kiện hồ sơ tài chính của cựu Tổng thống Trump đã từ chức. chính quyền Biden hủy bỏ chương trình China Initiative, tức là sáng kiến của Trung, Trung Quốc vì vừa chống Trung cộng và chống luôn người châu Á. Bản tin kế tiếp cho biết nam giới trẻ tuổi nên cân nhắc chờ đợi lâu hơn giữa các liều vaccine Pfizer và Moderna để có thể giảm nguy cơ viêm tim hiếm gặp. Trong khi đó thì ở tại Canada, thủ tướng Trudeau thu hồi lệnh khẩn cấp quốc gia công ty Target sẽ có cái dịch vụ mới tức là họ sẽ mang cà phê Starbucks ra tận xe cho khách hàng nếu khách hàng order mà không cần phải đi vô trong. Chuyển sang tin liên quan đến Việt Nam thì Việt Nam sẽ tiếp nhận công nghệ sản xuất vaccine mRNA theo sáng kiến của Cơ quan Y tế Thế giới WHO. Và cuối cùng đó là F0, tức là những người bị nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh và trường học tại Hà Nội bối rối sau khi mà cho học sinh đi học trở lại trường hai tuần qua và đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được từ quý vị. Và giờ đây thì bước vào phần tin chi tiết và chắc chắn là sẽ đề cập tới cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thì chiều tối ngày hôm qua giờ địa phương thì thưa quý vị, ông Putin, tổng thống của Nga đã chính thức tuyên bố là sẽ bắt đầu cho cuộc chiến để mà tấn công vào yeah. Ukraine. Người ta thấy rằng là có những cái cuộc pháo kích cũng như là hỏa tiễn bắn vào những cái thành phố ở cảng chẳng hạn như là Mariupol hoặc là ở tại thủ đô Kiev của Ukraine. À, cũng có một số người đã bị thiệt mạng à, và người ta cũng đã thấy rằng xe tăng và những cái vũ khí hạng nặng của nga từ bên phía biên giới của belarus cũng đã băng ngang biên giới và tiến vào cái khu vực của ukraine trong khi đó thì ông putin vẫn cương quyết cho rằng là ông chỉ có thể hoạt động để bảo vệ à, những cái sự yêu cầu của lực lượng donbass là những cái khu vực mà ly khai à, yêu cầu họ bảo vệ họ thôi chứ nga không có ý định là sẽ tu tính thu tính hay là lật đổ chính quyền của ông Ukraine. anh Phạm Cơ và Đũ Kiển sẽ có thêm chi tiết xin mời. Trước hết thì các thông tấn đều nêu cái lý do tại sao mà Tổng thống Putin đã quyết định cái mà ông gọi là chiến dịch quân sự ở Ukraine. Thì trong bài diễn văn được đọc trực tiếp truyền hình, ông Putin tuyên bố cái chiến dịch quân sự này là để đáp trả lại những cái mối đe dọa từ phía Ukraine. Và ông cho biết thêm, ông khẳng định là Nga không có mục tiêu chiếm đóng Ukraine. Ông nói nguyên văn, chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm về cái đổ máu này. Ngoài ra, ông cũng cảnh báo Tây Phương, tất cả các quốc gia khối NATO, Hoa Kỳ, Anh, Mỹ, Pháp, vân vân Úc, là bất kỳ cái nỗ lực nào mà can thiệp vào hành động quân sự của Nga tại Ukraine đó sẽ dẫn tới cái hậu quả chưa từng thấy ông putin cũng cáo buộc hoa kỳ và đồng minh đã phớt lờ cái yêu sách quan trọng của phía nga là yêu cầu không cho ukraine gia nhập vào khối nato cũng như yêu cầu bảo đảm an ninh cho phía nga ông nói ông hoàn toàn thất vọng về hai cái yếu tố này và ông cũng hứa hẹn và cam kết bảo đảm là không có cái chuyện phi quân sự hóa ở tại ukraine và ông nói thêm tất cả những quân nhân Ukraine nào buông súng sẽ có thể an toàn rời khỏi vùng chiến sự. Anh Cơ sẽ có thêm chi tiết về cuộc chiến. À, dạ vâng, à, phải nói rằng là mọi người đều thua trí của Putin. À, Putin vừa dương đông kinh tây, vừa đe dọa, vừa nói họp, à, vừa mở ra mặt trận này rồi vừa họp mặt trận khác, rồi nói chuyện với là các thủ lãnh quốc tế à, từ ông Biden cho tới à, Macron cho tới Uh, thụ lạnh của nước Đức rồi đủ thứ nước nhưng mà uh, không ai đoán được là Putin muốn làm gì người ta chỉ nghĩ rằng là uh, Putin chỉ hòa xuống và Putin cùng lắm là đánh ở Donbass và Luhan tức là Donetsk và Luhan mà thôi uh, và ngoài ra thì không có làm gì nhiều hơn uh, rồi cũng uh, với cái tính khí là Putin thì cứ dọa đánh mà phía phe ta thì cứ dọa rằng, hay chưa đánh mà thành ra mà có đánh thì chúng tôi chỉ cấm vận mà thôi Hoa Kỳ đưa quân vào Ba Lan chỉ để dự cầu không phận và có thể tiếp tế cho Kiev trong khi Kiev bị phong tỏa chẳng hạn như vậy và tiếp những cái người đi tạm cư ở trốn lãnh từ bên phía Kiev đi về Ba Lan mà thôi. Hoa Kỳ không nói gì. Các nước NATO đều đồng binh nhưng mà chỉ để bảo vệ biên giới, tức là coi như là nộp nộp mạng cho Putin. Và Putin trong 2 ngày liền ông Putin không thay áo, bởi vì người ta thấy ông mặc nguyên một cái bộ Vestong với cái cà vạt đỏ đã xài suốt 2 ngày trước đó cho đến cái tối hôm qua khi ông lên truyền hình. Ông lên truyền hình tối hôm qua tại Hoa Kỳ nhưng mà lúc bây giờ là giờ năm mươi sáng giờ bạc tư khoa. Ông lên ông tuyên bố rằng là bởi vì Ukraine đe dọa Hoa Kỳ bằng cách rằng là sẽ mời vào NATO và sẽ để cho NATO đóng binh về như vậy là một chuyện. Người, người Nga không chấp nhận được và vì vậy ông sẽ phải đối phó với Ukraine về cái việc đó do đó thì ông đã đồng minh và ông nói rằng là đồng minh này là cũng do lời yêu cầu của hai cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa uh, Nhân dân Luhansk, hai cái nước đó nó yêu cầu cho nên ông phải đem quân qua để giữ an ninh cho hai nước đó đó là một bộ phận quốc tế uh, rồi ông còn uh, nói thêm rằng là cái chuyện đó là chuyện cần phải làm và do đó thì ông tuyên bố rằng là cái việc đồng binh này là việc bất đắc dĩ, ông không muốn chiến tranh và ông yêu cầu các quốc gia trên thế giới đừng can thiệp vào cái việc này. Đây là cái việc riêng của Ukraine và của nước Nga mà thôi. À, nếu ai đồng binh và phản kháng thì sẽ chịu trách nhiệm và sẽ chịu hoàn toàn những hậu quả do sự trả đũa của người Nga. Và ngay sau đó liền tức khắc là các binh sĩ của người Nga đang đóng ở trong Donetsk và Luhansk đều nhận được lệnh là tắt điện phone tháo battery ra ngoài đó là những cái chi tiết rất là lạ để cho họ có thể nhận diện được uh, cái thông cảm hoặc là những cái gì điện thoại của địch quân để biết và pháo kịch và đồng thời lúc bây giờ bắn ngay vào Kiev ở uh, một số họa tiền kêu là liên lục địa rất là xa từ bên Nga bắn sang Kiev và gây cho Kiev nhiều tiện độ lớn và hầu hết các căn cứ quân sự của người Ukraine đều bị tận công vào đêm hôm qua bởi những cái họa tiền từ các nơi trên nước Nga bắn sang là gây ra một hoàn cảnh rất là hỗn loạn ngày hôm qua. Ông Zelensky đã lập tức lên uh, truyền hình, ông nói rằng là ông cố tình nói chuyện trước khi vụ nội dậy bắt đầu. Thì ông cố tình nhưng mà không gặp được ông uh, ông uh, Putin và ông cắt đứt liên lạc với nước Nga uh, mọi việc hết và bắt đầu ông kêu gọi mọi người uh, lập ra uh, chế độ mới tức là thiết lập về công sự uh, lên uh, đưa ra tình trạng khẩn cấp tuyệt việc giao với người Nga. Rồi đồng thời, ông nói thẳng với là người Nga là quý vị tiến vào đây, quý vị chỉ gặp mặt trước của chúng tôi, chứ không phải mặt lưng. Ukraine không hèn nhạt và Ukraine sẽ chống lại. Đồng thời, một tích message được gửi đến cho tất cả những cái quân nhân của Ukraine đang ở trên các cái vùng chiến tuyến. Tất cả những cái người là đầu hàng đi, nếu quý vị muốn sống, không có nên chống cự lại với người Nga. Thành ra họ làm rất là nhiều mặt trận phi cơ trực thăng uh, của họ đã bay lên khắp các cái bầu trời ở trên các cái vùng nói trên và đồng thời chỗ quan trọng nhất mà Putin muốn lấy đó là Mariupol. Mariupol là một cái hải uh, cảng lớn mà nơi đó nghĩa là nơi xuất cảng của hàng hóa của Ukraine rất lớn. Hồi xưa họ có Crimea, bây giờ Crimea lọt vào tay người Nga rồi, chỉ còn Mariupol. Mariupol và ở nơi đó thì rất là lớn và cái nơi đó là nơi mà thuộc về cái nửa còn lại của uh, của uh, Donetsk là cái nơi mà người nga chiếm một nửa uh, thì cái hải cảng này đang thuộc về tay của quân Ukraine thì họ đã quân kích tối hôm qua rất là nặng nề có thể sáng nay thì thì sẽ tăng của họ đã tiến vào uh, Mariupol và Mariupol là cái nơi mà người nga sẽ chiếm lấy cũng chắc chắn và họ sẽ dứt luôn giống y như là vùng uh, Donetsk India. và Lugan vùng Donetsk luôn họ mới chiếm một nửa thôi và bây giờ họ sẽ tiến kiếm nữa còn lại và lấy luôn cũng như là họ tiến xa hơn nữa đến vùng Kharkiv là một cái vùng sát biên giới với là uh, với là miền tây của nước nga đồng thời sáng nay quân của họ cũng bắt đầu đi vào odessa tức là một cái cảng hải cảng bên cạnh Crimea ở bên cạnh Crimea có một hải cảng gọi là odessa thế là cái nơi đó họ quân của họ sẽ tăng ngọn bắt đầu vượt biên giới từ Crimea uh, đi qua odessa để tiến vào bên, vào bên về phía về phía Kiev nhưng hiện nay thì tình hình bên phía biên giới Ba Lan vẫn còn yên tĩnh chưa có gì động đậy nhưng biên giới Belarus thì quân của người nga từ bên Belarus đã bắt đầu đưa xe tăng và mọi thứ vượt biên giới, tiến qua bên phía người Ukraine thì tình hình hiện nay đang còn mập mờ nhưng mà rõ ràng đó là những tin tức mới nhất yếu từ tối hôm qua tối hôm qua thì các hệ thống truyền hình của Hoa Kỳ đã lập tức ngưng tất cả những chương trình thường lệ. Để tiếp tục với bản tin đặc biệt của các đặc phái viên Họ gợi về từ kia Kiev Và Kiev đang kẹt xe à, Kẹt xe rất là dễ sợ Bởi vì người ta chạy về phía Ba Lan à, Xe cổ đường xa lộ hai bên Đều thấy một bên đỏ lòm Và một bên à, hết sức là không vắng vẻ Bởi vì họ đang Những người dân ở đây đang chạy về phía Ba Lan à, Đó là một trong những tin tức mới nhất hiện nay Về cái số người mà bị thiệt mạng cho đến nay Đã là khoảng mới có 40 người nhưng mà các nhà phân tích về quân sự đều cho rằng cái tương quan về hỏa lực quân đội của ukraine không có đủ sức để mà chống chọi với lại nga cho nên cho tới nay chỉ có đơn phương một phía nga tấn công vào những cái mà họ gọi là cái strategic point những cái cứ điểm quan trọng một trong những cái cứ điểm quan trọng nhất đối với họ không phải thủ đô kiev mà là marapo giống như anh cơ vừa mới phân tích cái phản ứng hiện nay đã, <laughs> của thế giới thì tương đối là vẫn yếu xịu. Thứ nhất, từ phía Hoa Kỳ, tổng thống Biden <laughs> lên tiếng cảnh báo Nga phải chịu trách nhiệm về cái chết và sự tàn phá về cuộc tấn công này và thế giới sẽ buộc tội Nga phải chịu trách nhiệm. Cả thế giới đang cầu nguyện cho người dân Ukraine. Phản ứng của tổng thư ký Hội đồng Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres cũng đưa ra cái lời thỉnh cầu trực tiếp đối với lại cá nhân của tổng thống Putin. Nhân loại đừng cho phép bắt đầu có thêm những cái vụ thảm sát từ Âu châu và ở Ukraine. Trong khi đó hai nhà lãnh đạo của Liên hiệp Âu châu, thứ nhất là bà Ursula von der Leyen và ông Charles Michel. Thuyết trong những giờ phút đen tối này chúng tôi đang hướng về người dân Ukraine những phụ nữ đàn ông và trẻ em vô tội thủ tướng đức cũng tương tự như vậy tổng thống pháp thì cũng tuyên bố là nga phải ngay lập tức chấm dứt thủ tướng anh thì đã lên án các sự kiện mà ông mô tả là kinh hoàng ở ukraine đang bắt đầu chớm xảy ra canada phản ứng cùng justin trudeau những hành động vô cớ này là một cái sự vi phạm về cái công ước quốc tế và cái luật chiến tranh từ Á Châu, Thủ tướng Nhật, ông Kishida cũng cho rằng cuộc xâm lược mới nhất của Nga đang làm lung lay cái nền tảng và trật tự của quốc tế. <laughs> vâng, yeah. vâng, nói một chút xíu, một chút xíu về tình hình ở bên Nga, nó rất là là, là lạ lùng và đặc biệt nhất là cái khi mà người Nga tấn công, tin báo Hoa Kỳ đã biết trước rằng là trước khi họ tấn công, họ sẽ tấn công mạng, tức là tấn công vào các cái hệ thống điều khiển bằng giấy tờ bằng 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 điện toán ở bên Ukraine và trước khi ông Putin đọc diễn văn lúc năm giờ năm sáng giờ một giờ mặt thứ khoa, thì trước đó chừng khoảng 4 tiếng đồng hồ họ đã bắt đầu mở một cuộc tấn công mạng và các trang mạng lớn của chính quyền Ukraine đều bị đánh sập bởi những tên tin tặc có lẽ từ từ bên đất nga à, do đó mà người ta đã biết trước từ chiều hôm đó là quân nga sẽ tấn công bởi vì ai cũng biết rằng họ sẽ tấn công màn trước và sau đó họ sẽ tấn công thực sự trên chiến trường sau và dạ, vâng đúng như vậy và tuy nhiên thì các cái nhà phân tích về tình hình của nga và ukraine họ cũng đưa ra cái dự đoán là dù sao đi chăng nữa thì đây vẫn chỉ là những cái sự khởi đầu thôi và ông putin dường như là cũng đưa ra cái cái sự đe dọa đối với lại ukraine à, để rồi hai bên cuối cùng thì họ dự đoán là cũng sẽ phải ngồi xuống để mà đàm thoại với nhau để đưa ra những cái những cái thỏa thuật với nhau mà thôi chứ không có cái vấn đề mà tiến sâu hơn nữa cũng như là lật đổ cả chính quyền của Ukraine thì cái điều đó cũng hơi khó. Ngoài ra thì ông Zelensky là tổng thống của 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 Ukraine á thì ông cũng lên tiếng rất là mạnh và yêu cầu thế giới và Hoa Kỳ phải hành động ngay lập tức có những cái biện pháp trừng phạt Nga ngay lập tức À, gồm cả những cái biện pháp mạnh rồi kể cả, cả cái vấn đề trang bị vũ khí cho Ukraine cũng như là hỗ trợ tài chính và những cái biện pháp về hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine tại vì hiện bây giờ thì người dân của Ukraine cũng đang gặp cái sự hoảng loạn khi mà những cái hỏa tiễn của Nga đã bắn vào rồi thì giờ đây tụ chung đó thì hiện bây giờ vẫn là xung quanh cái vùng Donbass uh, uh, chứ có, chưa có cái ý định và bên Nga họ cũng xác nhận là họ cũng, không muốn lật đổ chính chính quyền họ chỉ muốn bảo vệ hai cái quốc gia độc lập mà ly khai mà thuộc À, yêu cầu họ bảo vệ mà thôi đó là cái lời mà ông Putin nói như vậy thành ra là vừa đánh nhưng mà là cũng vừa có những cái cái sự mở cửa để có thể đưa ra những cái sự bàn giao nào đó để hai bên thỏa thuận với nhau chứ còn thật sự mà tấn công thẳng thừng thì vẫn chưa thấy có cái dấu hiệu gì mạnh lắm dạ. anh bạn các bạn thì đều cho thấy rằng là ông Putin nói thôi thôi nhưng mà ừ. ông Putin đã làm rất mạnh bằng chứng là ông đã dùng họa tiện bắn vào Kiev ông dùng họa tiền bắn vào Kharkiv, ông dùng họa tiền bắn vào mariupol bằng đi xe tăng vượt biên giới vào odessa uh, từ crimea chạy qua rồi từ belarus xe xe tăng cũng như rằng là trực thăng của nga đã bay qua vùng biên giới uh, giữa belarus với lại gần kiev tức là đó là những cái nơi mà hiện nay là chiến tranh đang nổi dậy rất là ghê gớm và ông putin thì cứ bật là nói rằng là ông sẽ hòa hoãn ông chỉ nói mà nói như vậy mà thôi và nếu như là có một cuộc họp nào đó để bàn về việc hòa hoãn uh, chẳng hạn như là ví dụ như thiết lập vùng cấm bay ở trên uh, Ukraine chẳng hạn thì những cái chuyện đó là chuyện tương lai và ai ở trong bàn uh, bằng bàn, bàn 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 cờ đó đó thì người nào mạnh thế ừ. điều quân nhiều và quốc đội mạnh thì đương nhiên họ nắm chiến trường và họ nắm luôn cả cái thế mạnh trên bàn cờ cũng thể nào mà người ta thương thuyết được với một cái kẻ mạnh cả thành ra phía Hoa Kỳ cũng vẫn rất là yếu ớt và tất cả những cái nước Tây phương chỉ có một quốc gia thôi đó là nước Anh. Nước Anh tuyên bố ngay lập tức rằng họ sẽ gợi khí giới qua cho Ukraine và họ yêu cầu Ukraine đừng có sợ luôn luôn người Anh sẵn sàng một cái công chuyện này bởi vì nước Anh không hiểu sao họ có một cái mối liên lạc như thế này, liên hệ rất là mật thiết với Ukraine, họ luôn luôn trong mấy ngày vừa qua cái tuần lễ vừa qua nước anh vẫn là nước đứng hàng đầu nói thẳng với putin thay vì như hoa kỳ hay là như ông uh, như người pháp hay là người đức hoàn toàn không có nói gì về putin cả cái quan trọng bây giờ thì thấy rõ là putin đang ở thế mạnh đơn thương độc mã một mình đối chọi với cả khối nato với cả một cái khối tây phương chưa thấy bất kỳ có những cái hành động quân sự nào mà của liên minh nato hoặc là tây phương như đã từng đưa ra tuyên bố anh Được. thì bây giờ cung cấp vũ khí cho Ukraine yeah. Nhưng mà anh không có trực tiếp Can gián vào Đây tôi sẵn sàng cung cấp vũ khí cho quý anh Tự mình bảo vệ mình Dân tộc tự quyết Biden cũng vậy Cho tới giờ phút này Cũng chỉ có những cái chuyến bay gọi là Tính tháng yeah. thôi Chứ còn không có bất kỳ một cái động thủ nào hết Ngoại trừ những cái lời tuyên bố Cấm vận về kinh tế Rõ ràng là về cái mặt trận cấm vận về kinh tế nó không có quốc Nó không có làm cho Nga bị coi như là teo lại Ông Putin không sợ cái chuyện đó Như anh Trương cũng đã buổi sáng nay Chúng tôi cũng đã có bàn lý do mà tại sao cấm vận Không có tức là chế tài những cái ngân hàng làm ăn buôn bán với lại Nga Với lại tất cả những cái đối tác khác ở trên thế giới Nhưng mà Nga vẫn bán giàu được cho những một số những các nước khác mà là đồng minh của họ Mỹ không có ngăn cản được cái chuyện đó một trong những cái mà GDP lớn nhất của Nga là dầu khí mà từ thời chiến tranh lạnh cho tới nay cái số tiền đó là họ đầu tư vào khí giới bây giờ thấy rõ khí giới của Nga là ăn chùm tiền hạ Dĩ nhiên Mỹ cũng có nhiều Mỹ không ở trong vào cái động thái gọi là chiến tranh cho nên có những cái bí mật mình không biết. Và cái cái lệnh trừng phạt về vấn đề cái đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 yeah. đó, thì không biết là có ảnh hưởng gì nhiều hay là không. Nhưng mà trên thực tế thì cái đường ống dẫn dầu từ Đức từ Nga sang Đức phải không? anh? Yeah. Thì bây giờ đã xây dựng xong rồi mà chờ cái giấy phép để cho hoạt động thôi. Thì là đường nhưng đường bây giờ stream dạ coi yeah. như là trừng phạt tức lãnh ban hành cấm ngưng không có được cung cấp cái giấy phép cho hoạt động cái đường ống dẫn dầu đó nhưng mà ông cái khí đốt chứ khí đốt mà từ bên nga mà chuyển sang châu âu mỗi một năm rất là nhiều phải không anh thưa anh nói như thế này phú yeah. tin ờ, putin chỉ có đảnh châu âu vào mùa đông bởi vì yeah. sao mùa đông là cái mùa rất lạnh mọi người phải có khí đốt để mà sưởi ấm và khí đốt đó hầu như rằng sáu bảy đến từ nước nga thế thì đến bằng hai ngã thứ nhất là ngã đi ngang qua ukraine một đường ống trên mặt đất đi ngang qua ukraine và ukraine thu tiền thuế người nga không muốn cái chuyện đó Ờ, ông dẫn thứ hai là ông dẫn đi ngang từ uh, bên đi ngang qua Belarus và đi ngang qua Ba Lan để mà đến châu Âu uh, đường ông dẫn đó vực vật nó còn hoạt động uh, và Ba Lan thì thu tiền giống như là Ukraine nhưng mà đường đó ít hơn đường của Ukraine và đường ông thứ ba là đường ông dẫn dầu nó Stream số 1 đường này thì đến từ nga và đi lòng dưới biển và đến ngay ở một cái hải cảng của người Đức thì đường ông đó đưa thẳng về nước Đức mà thôi À, rất là ít và họ mới xây được ông thứ hai có năng lực nhiều hơn gọi là nó xin số 2 đường này mạnh hơn và đường nó xin thứ hai mục tiêu của họ là nhờ cái hại cảng Đức để làm trúng chuyện và sau đó sẽ xây thêm các cái đường ống dẫn khác để đi tỏa ra các nước ở châu Âu đó là một trong những cái mục tiêu của họ và cái đường ống nó xin hai này Mỹ hoàn toàn chống vì sao vì nước Mỹ muốn bán khí đốt hỏa lỏng của nước Mỹ chứ không có muốn người châu Âu mua khí đốt của người Nga nhưng khí đột hóa lỏng của người Mỹ vì chuyên chở vì khai thác mắc hơn mắc tới là ba chục so với là khí độ của người Nga thành ra người châu Âu họ không muốn cái đó vì quá tốn tiền và vì vậy cho nên khi mà châu Âu khi mà Đức và Nga xây đường ống no chim số 2 Mỹ hoàn toàn bác bỏ nhưng mà người ta vẫn xây vẫn xây cho đến khi xây xong rồi thì bây giờ đang chờ cái kết quả cuối cùng chờ sự chấp thuận của bộ tài chánh và của bộ năng lượng của nước Đức thì mới được mở cửa thì lúc bây giờ thì bây giờ đã có chiến tranh thành cái đường đó Qua như rằng là hiện nay đang bắt tạm họa làm gì nhưng mà trên thực tế nó không có bị ảnh hưởng tại vì chưa đi vào hoạt động chưa có hoạt động dạ, vâng. mà cái điều quan trọng nhất hiện nay đó là vấn đề khí đốt nếu mà không có khí đốt thì châu Âu sẽ chết lạnh và khí đốt đó đến từ Nga. Cho nên nếu cấm vận kinh tế mà không cấm khí đốt thì người Nga đa số là họ bán như khí đốt. Mà, mà khí đốt đó là chạy qua châu Âu. Nếu bây giờ cấm vận kinh tế mà không cho người Nga bán khí đốt thì châu Âu sẽ chết rét. Bởi vậy cho nên nó ở trong một cái thế hết sức là khó và khi anh đánh nhau một bên nó đưa đủ thử trên đời hết. Anh nói, ô chúng tôi sẽ bóp túi tiền của cầu mà thôi. ăn thua gì? Người ta đâu có sợ. Vậy yeah. Dạ vẫn rõ ràng là như vậy. Thành ra là ông Putin với Vũ Kiểm nói đó coi tứ bề thọ địch mà không ngán ai đó cứ thế mà làm theo cái ý của mình mà thôi thành ra là người ta hâm mẻ răng mà cũng không, không làm gì được ông putin cả thành Thì ra là một để đồ xem. putin đang mặc mấy ngày rồi mặc hai ngày rồi đó dạ. <laughs> ông là con cọp thiệt đấy chứ không phải cọp giấy thưa quý vị tin cho biết là người ta cho biết là các cái tuần duyên hạm của hải quân của nga đã được đưa ra và bố trí ngay tại cái vùng hắc hải cũng như là địa trung hải nhằm để có thể kiềm chế và kiềm chân cái sự xuất hiện của những cái hàng không mẫu hạm của hoa kỳ cũng như là của uh, châu âu chẳng hạn như là pháp và ý thưa quý vị thì đây là cái sự bành trướng của của nga hiện bây giờ người ta thấy là họ xuất hiện rất là mạnh ở tại những cái vùng địa trung hải và hắc hải uh, để có thể một phần nào đó và họ cũng đã mang theo những cái hỏa tiện rất là cái loại rất là tối tân trên những cái uh, tuần diên hạm của hải quân của nước nga thành ra đây là cái sự mà nga cũng đang muốn kềm chân những quốc gia lớn như là hoa kỳ cũng như là ý và và pháp thưa quý vị anh phạm cơ và anh vũ kiểm sẽ có thêm chi tiết Tất cả những cái hạm đội của Nga quan trọng đều đã tập trung lực lượng chung quanh cái khu vực ở Ukraine và Nga từ hắc hải cho tới địa trung hải. Đi theo đằng sau cái gọi là cái xoáy hạm, tức là cái chiến hạm nặng ký nhất, quan trọng nhất và tân tiến nhất từ cái hạm đội phương bắc của Nga. Trong ba cái chiến hạm mà Tháp Tùng theo cái xoáy hạm Utsnob đó, nó có trang bị 16 cái loại hoạt tiến Crumissol Tiếng Việt Nam hay dùng cái chromisol là hoàn tiến hành trình yeah. anh yeah. cơ mời anh cơ cảm <laughs> ơn yeah, vâng. uh, Hồi nay là chúng ta uh, chúng tôi chỉ có bàn về vấn đề trên bộ xung quanh uh, Kiev về là xung quanh uh, Donbass tức Donetsk và Luhansk như Odessa Crimea Mariupol uh, và biên giới Ba Lan cũng như rằng là biên giới với lại là, là Belarus uh, nhưng mà ở Ba Lan thì một vài người bạn tôi ở Ba Lan cho biết rằng là tình hình ba lan rất là lạ bởi vì cái biên giới ba lan và 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 ukraine ngày xưa đó là biên giới của ukraine cái người dân ba lan ở đấy đó là dân dân của ukraine nhiều thành ra cái vùng biên giới đó nó rất tốt cho những cái quân mà quân của ukraine đó là một cái chuyện riêng nhưng mà về hải quân người nga cũng không có quên hải quân bằng cỡ rằng là họ đã huy động một thời gian rất dài khi họ tập trung quân ở biên giới miền đông của nước Nga à, của Ukraine với là nước Nga thì họ bắt đầu di chuyển các cái sỏi hàm của họ từ vùng biển Baltic tức là trên cái phía gần ở phía trên Bắc Cực à, với là Latvia với là Lithuania họ đi dọc xuống dọc xuống phía Châu Âu đi ngang qua à, cái vùng Và bây giờ vùng biển ở giữa à, Pháp với là Anh rồi đi bọc qua Tây Ban Nha đi vòng xuống địa trung hải và đi vào trong vùng địa trung hải để từ đó đi qua thổ nhĩ kỳ và đi đến hắc hải tại cái vùng này thì họ đã đi họ tập trung đi và họ vừa giả vờ vừa đi vừa tập trận họ để họ tập quân cho nhiều rồi sau đó họ đến hiện giờ thì quân của họ hoàn toàn ở trong địa trung hải đối mặt với quân mỹ à, quân mỹ cũng có tới mấy bốn cái hàng không mẫu hàm ở vùng này rồi cũng có đủ thưởng tàu chiến mang cruise missile hoặc thiện hành trình vân vân nhưng người Nga chỉ có bắn mà thôi và người Nga chưa có bắn mà người Mỹ cũng chưa bắn mà người Mỹ đã nói trước rằng họ sẽ không có đánh nhau. Họ chỉ đánh nhau bằng tiền bạc mà thôi tức là cộng vật kinh tế. À, Tây phương cũng cẩm vận kinh tế, mọi nơi đều cẩm vận kinh tế. Người Anh và người Mỹ có gợi một chút khí giới uh, cho quân của Ukraine. Còn bao nhiêu thì là người Nga làm chủ tình hình cho nên tình hình... Ờ, kệ ra thì thấy người Mỹ đối đầu rất là mạnh với khí giới đủ thứ với người Nga nhưng mà họ nói rằng tao sẽ không đánh mày tao chỉ bỏ cái túi tiền của mày thôi thì đương ừ. nhiên là người Nga họ không có sợ gì cả và rõ ràng bây giờ nó như vậy thành ra tình hình kệ như bạn tin vừa rồi lo cho nó vui lòng người dân Mỹ mà thôi còn đối với người dân Ukraine thì rất là âu sầu cũng giống như tình hình hiện nhưng bây giờ mình vẽ ra một cái phát họa ra một cái 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 tương lai thí dụ như bây giờ Hoa Kỳ nè rồi pháp rồi anh rồi đức uh, bóp nghẹt cái 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 vấn đề kinh tế tức là không có giao thương gì cả đối với nga thì bây giờ tin cho biết rằng là bên phía trung cộng sẽ hưởng lợi trong vấn đề này như vậy thì nga có cái phần nào lo sợ hay không tại vì dù sao đi chăng nữa nếu mà anh không được giao thương với lại những quốc gia tây phương với mỹ thì cũng coi như là một cả cái sự thiệt thòi chứ là phải không thành ra là nhưng mà tại sao ông putin lại không ngán cái điều đó vẫn tiếp tục thực hiện theo ý đồ của mình dễ hiểu một mình cái thị trường tàu thôi Là đủ rồi hả? Một tỷ gần yeah. 500 triệu dân Mà giữa Putin với lại Tập Cận Bình Đã có những cái cam kết chiến lược Về cả kinh tế lẫn quân sự yeah. Cái câu hỏi chúng tôi muốn đặt ra ở đây đó Mỹ đã đưa 8.500 quân tới Đông Âu Hùng cứ ở Ba Lan một số Bungaria, những cái quốc gia láng giềng của Ukraine để hỗ trợ bảo đảm an ninh cho Ukraine. Bây giờ cái số quân nhân của Hoa Kỳ đó làm gì? Đứng khoanh tay, đứng nhìn pháo kích của Nga bắn quay bay lại hay sao anh cơ? Dạ vâng, à, cái số người như vậy họ chỉ đứng chờ mà thôi. Họ ừ. chờ gì? Họ chờ nguyên tắc của họ. Dạ không, ừ. nguyên tắc của họ là dùng để bảo vệ cho NATO. Và Ukraine không phải là hội viên của NATO là điều đầu tiên. À, điều thứ hai họ chỉ tập trung ở đó và nhất là tập trung tại ba lan là đóng nhất ở tại ba lan thì họ đã dự trù rồi trong trường hợp đối để putin lấy được kiev và làm chủ được cả nước ukraine thì lúc bây giờ sẽ có cuộc di tạng những người cần thiết của quốc tế ra khỏi kiev và trên đường đi bộ tới, uh, tới ba lan thì đi qua cái vùng thành phố lip thành phố vip là một cái thành phố nhỏ mà thôi mà Hoa Kỳ đã mớm ý với ông Zelensky là sẽ dời uh, ông Zelensky về đó để có gì thì đi qua bên phía Ba Lan lập chính phủ lưu vong. Đó là những gì mà người ta dự trù, <laughs> tức là người ta chưa đánh, mà người ta đã tính trước những cái giai đoạn rằng chúng tôi không đánh, chúng tôi chỉ để ở đó, để giữ quân và nhất là tại Ba Lan, chúng tôi chỉ giữ để mà di tản người của chúng tôi và người của quốc tế nếu họ bị kẹt ở trong Ukraine mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai quan trọng hơn nữa là ông Putin sẽ không kéo dài chiến tranh. À, cách đây 4 ngày đã có một bản tin của bốn hãng máy bay ở châu Âu. Bốn hãng máy bay này nói rằng họ sẽ ngưng các chuyến bay trên không phận của Ukraine trong tháng 2. Tức là đến cuối tháng 2 này thì họ sẽ không bay nữa vì tình hình rất là nguy hiểm tại Ukraine. Thế thì họ khi họ ngưng như vậy tới cuối tháng tức là họ đã biết trước rằng chiến tranh sẽ xảy ra tại Kiev vào ngày hôm sau và họ dự trù là một tuần là sẽ chấm dứt ông Putin sẽ không kéo dài quá một tuần bởi vì hao tổn quân đội và uh, và nhiều tiền quá và ông thấy các đó đạt được mục tiêu là ông chấm dứt và ông sẽ lập nên một cái chính phủ lưu vong ở tại Ukraine hoặc là một chính phủ người là bù nhìn nổi dậy và tuyên bố rằng là sứ tư ông Zelensky chẳng hạn này đó kia ừ. khác và đại sứ là có khi là ông Putin sẽ tiếp đại sứ Ukraine ở ngay tại Moscow. Như vậy thì gọi là xâm là... lăng và là thôn tính rồi, đúng không? Yeah. Nếu mà họ lật đổ chính quyền kia hiện tại để yeah. lập thành một cái chính phủ bù nhìn như anh nói đi chăng yeah. nữa thì cũng là coi như là xâm chiếm uh, Ukraine đúng, rồi. Họ, họ đúng không nào, họ Xâm chiếm họ nói là cái này là dân Ukraine phải không? giống như là, là ý dân, là, yeah. ý dân là ý trời. Nhưng mà tôi người... xin yeah. báo cáo với quý anh ở trong yeah. studio này, anh em mình đã có một người thân nga. Khi mà anh Cơ nói là ông Zelensky sẽ là cái chính phủ đi lưu vong thì anh cường anh cười, anh có vẻ hí hửng lắm. Ông thân nga vào ông cường, <cười> <cười> ông quay trở lại tôi. bây giờ quan chưa đặt vấn đề với anh Phạm Cơ Văn Vũ Kiểm uh, có thể là thông hiểu nhiều hơn. À, thí dụ bây giờ cho rằng nga uh, giúp cho hai cái quốc gia gọi Lula là Donets và, và Luhansk Luhans Luhans dạ. để chống lại cái gọi là mà nga cho rằng là Kiev là cái nơi mà tấn công họ trước. Yeah. Thì coi như không nói đi Nhưng bây giờ họ đi xa quá cái mức độ đó rồi Họ đi vào thủ đô Kiev luôn Rồi họ tấn công như vậy Thì coi như là họ đã xâm chiếm vô trong nước của Ukraine rồi Nhưng yeah. bây giờ Ukraine không phải trong NATO Thì NATO không làm gì được cả yeah. Đúng. Nhưng còn vấn đề hội đồng bảo Liên Hợp Quốc thì sao Tức là họ có cái trách nhiệm gì Cho cái vấn đề này không Nada. Tại vì là một quốc gia Nada. Khoan, khoan Nada. <cười> 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 khoan, Tại vì là một quốc gia tự nhiên Bị một quốc gia khác vô xâm chiếm Thì bây giờ Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc phải có trách nhiệm chứ phải không? Dạ thưa Anh à, đúng rồi. Có Hồi... trách nhiệm để sau này mọi chuyện xong thì cứu trợ nhân đạo này nọ thôi chứ không ngăn cản được cái không, ngay lúc tiến, đó, ngay lúc đó không được. ngăn cản được. Thưa Anh Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thì chỉ chơi mà thôi bởi vì Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trong đó có 10 thành viên và ừ. 5 thành viên hay là hình như 10 hay 15 gì đó. 15 và, thành viên, 5 thành, thành viên thường trực. Thường trực và năm thành viên đó có quyền phụ quyết Đúng. cho nên mà trong đó là có Nga. Nga và người Tàu. Phu quyết là coi như chuyện đó không có xong rồi. Ừ. Và hội đồng bảo án Liên Hợp quốc làm được gì từ xưa đến nay không bao giờ làm được gì cả ngay cả chiến tranh Việt Nam khi mà Cộng sản miền Bắc nó xâm lấn Việt Nam xong thì Hội đồng Bảo an cũng chỉ có họp và chỉ đưa ra những nghị quyết lên án Cộng sản Bắc Việt. Thế thôi, cũng như bây giờ người ta lên án nước Nga, ông Putin đã làm những cái chuyện này chuyện kia như vậy và bóp hầu bao. Nhưng mà hộp bóp của Trang hầu bao đừng tuần, tuần lệ sau là thì phải mở hầu bao ra để cho khí đốt nó chạy vô châu Âu. Nếu không thì châu Âu chết lành. Dạ. OK, thì thưa quý vị đó là những cái thông tin mà chúng tôi thu nạp được từ sáng ngày hôm nay có liên quan đến cái sự việc rất là nóng bỏng tới cuộc chiến ở Ukraine, <laughs> cuộc chiến ở Ukraine <laughs> đúng như vậy, tại vì nga cũng đã phát động cái chiến dịch mà tấn công vào Ukraine rồi. Thành ra là hãy chờ xem tất cả những gì mà à, tin tức cũng như là chúng tôi nói ra thì để xem xem tương lai như thế nào có đúng như vậy hay là không. À, bây giờ thôi trở lại với Hoa Kỳ đi để đưa một vài những cái bản tin cũng khá là quan trọng. À, trước tiên. Phải nói tới đó là cái vụ mà một cái đoàn xe tải đó biểu tình ở tại Mỹ đã bắt đầu khởi hành vào ngày hôm qua ở tại tiểu bang California và theo cái lộ trình thì họ sẽ đi băng ngang qua nước Mỹ, vượt qua những cái tiểu bang như là Arizona, vân à, vân để đi tới Washington DC trong vòng 8 ngày và họ đang dự tính là đúng cái ngày 1 tháng 3, tức là cái ngày mà tổng thống Biden sẽ có cái bài diễn văn liên bang sẽ được đọc thì họ sẽ đến đó ngay DC để gây cái sự náo loạn thì giờ đây thưa quý vị đã khởi hành vào ngày hôm qua rồi và giờ họ đang trên đường đi. Mọi người cũng thấy rằng là xe cộ chạy trên đường thôi chứ họ không có ngừng lại cũng như là không có tạo ra những cái sự tắc nghẽn đường xá gì nhiều. Đó là cái lời cái lời hứa của cái nhóm này và họ đang hy vọng là sẽ quy tụ cả ngàn đầu xe tức là những người lái xe để để chống cái vấn đề mà bắt buộc phải đeo khẩu trang, bắt buộc phải giết ngừa đối với những tài xế mà đi qua biên giới của Canada và Hoa Kỳ. Anh Vũ Kiểm và anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết. Thì dĩ nhiên là chúng ta thấy là họ lấy cái nguồn cảm hứng từ cái cuộc biểu tình mà xe truck ở bên Canada khởi xướng cái Freedom Convoy, đoàn xe tự do Mỹ đó thì lấy tên là đoàn xe nhân dân, People Convoy. Trước Mỹ thì Pháp cũng đã thực hiện nhưng mà rất ngắn trong vòng 2 ngày là xong xuôi, mọi chuyện xong xuôi. Cái điểm chính ở đây đã ngày hôm qua xuất phát từ cái địa điểm ở Bắc Tô, tức là khoảng giữa quận Cam cho tới Las Vegas. Ngay cái chỗ khu Rau, nó gọi là cái Rue 66, một cái tuyến đường vô cùng là quan trọng và là lịch sử, cái landmark của nước Mỹ. Thì họ sẽ khởi hành từ đó và dự trù sẽ tới Washington. Họ tuyên bố thẳng thừng sẽ là một cái cuộc biểu tình ôn hòa. Ban đêm họ dừng lại ở một số những cái thị trấn mà họ đã xin phép được để yeah. tụ tập ở đó thôi không có cái chuyện ồn ào huyên náo về cái phản ứng đó ngày hôm qua thì bộ quốc phòng đã đồng ý là điều động vệ binh quốc gia tới để mà bảo vệ an ninh trong cái ngày tổng thống Biden đọc cái bản tình trạng về quốc gia ngày mùng một tháng ba trong khi đó cái buổi sáng ngày hôm nay cái đoàn xe kia thì nó mới là gây rối hơn đoàn xe từ Tự do, hả? Pennsylvania yeah nước Mỹ nhỏ hơn nhưng mà đã tới sát nách của Washington DC rồi <laughs> tại vì nó gần hơn yeah. mà cái đoàn xe đó họ tuyên bố thẳng thừng chúng tôi sẽ gây cản trở cho cái gọi là cái cái beltway ở qua Thịnh Đốn nó cũng có một cái loop nó gọi cái Ross Bell. cái vòng đai chung quanh cái khu vực thủ đô là một cái xa lộ nhưng mà <laughs> chung quanh đó họ sẽ án ngữ ở tại một số những cái địa điểm chính tiến vào thủ đô để gây kẹt xe. Đấy anh cơ. À dạ vâng, à, tại sao họ phải đi từ bên ở uh, Cali, Cali yeah. mà đi qua từ Washington thay vì đi từ Pennsylvania xuống như cái đoàn xe kia tại vì họ chỉ muốn có tiếng vang. À, tức là càng đi càng lâu, càng ồn ào tin tức mỗi ngày, mỗi nói thì sẽ được nhắc nhở nhiều hơn. Đó là lý do tại sao họ cố tình uh, đi càng xa và càng đi càng nhiều vợ dương oai và loan truyền đủ thư tin này nào kia khác. Tuy nhiên họ đã nói rằng là họ không có gây bạo loạn và họ là một kỳ những họ nói khi mà họ nói như vậy có nghĩa là có nhưng mà họ không thủ nhận ở đó rằng chúng tôi là những cái nhóm người độc lập không phụ thuộc vào bất cứ tổ chức nào hết để mà gây ra cái cái cuộc đi này tức là họ nói như vậy nhưng mà ai cũng biết rằng muốn tập trung tới cả ngàn chiếc xe hay là vài trăm chiếc xe như vậy để đi thì không có phải là một người làm được hay là một số một cái số người nhỏ làm được đây là một tổ chức và họ cố ý để mà gây ra cái tiếng vang để chống ông biden bởi vì họ cho rằng là ông biden quá sức là mềm yếu trong mọi việc và nhất là cái vấn đề chích mừa bắt buộc là một điều mà họ không muốn đó là cái lý do họ đưa ra mà thôi nhưng họ nói rất rõ là chúng tôi không gây bạo loạn chúng tôi chỉ nói lên tiếng nói đó và khi đến washington thì có thể chúng tôi sẽ block đường ở tại Washington trong khi ông Biden họp mà thôi. Còn ngoài ra thì chúng tôi không cố ý làm gì để gây ra những cái phiền nhiễu trong công chúng hay là cho những cái cộng đồng. À, cái nguyên do chính nữa mà họ đi ngang qua nước Mỹ đó từ California sang DC đó là đi tới đâu thì họ sẽ kêu gọi và thu nạp thêm thành viên anh. Tức là tới từng tiểu bang thì các cái người lái xe tải của tiểu bang đó có thể nhảy ra tháp tùng đi luôn thành ra là họ dự định là cho đến khi mà tới DC đó thì từ vài trăm người từ California đến đó thì có thể lên đến cả ngàn hoặc là hai ba ngàn người tùy theo những cái địa phương từng tiểu bang có bao nhiêu người tham gia thì đó là cái mục đích chính mà họ muốn đi ngang Hoa Kỳ để mà tiến tới DC. À, trong khi đó thì thưa quý vị chuyển sang một bản tin khác có liên quan đến những cái hồ sơ về à, kiện tụng đó à, giữa các cái à, những cái tổ chức mà yêu cầu ông ông, ông, ông cựu Tổng thống Trump đó là phải à, minh bạch cái vấn đề hồ sơ tài chính và cái vụ kiện này thì đã diễn ra cũng khá lâu rồi thì giờ đây tin cho biết là các công công tố viên của cái vụ kiện liên quan đến hồ sơ tài chính của tổng thống trump đó thì họ đã để đơn từ chức à, như vậy thì không biết là cái động cơ nào đã khiến cho phải họ phải quyết định từ chức như thế này anh Phu Ở cho đến giờ phút này thì chưa có rõ ràng lắm về cái lý do chính nhưng mà hai công tố viên đặc biệt đó là ông mark pomeran và kerry dune là những người đã từng lãnh đạo cái hồ sơ cái cuộc điều tra dưới thời của cựu bộ trưởng của quận của liên bang đó ông cyber van đã từ chức ngày hôm thứ tư. Anh cơ. Dạ Vâng, à, cái hồ sơ này nó đặc biệt là quý vị phải chúng tôi nhắc lại chút xíu để đây là cái hồ sơ của uh, ủy ban tài chánh của New York kỳ ông Tâm Vì sao? Họ nói rằng hồ sơ uh, khai thuế của hồ sơ mà xin Uh, xin vay tiền của ông Trump, uh, của Trump Organization chẳng phải của ông Trump, của tổ chức kinh tài của ông Trump tức là Trump Organization. Thế thì cái tổ chức đó đã làm đơn xin vay tiền và hồ sơ vay tiền là nâng khống cái trị giá của những tài sản của Trump Organization để có thể vay được cho nhiều tiền. Do đó phạm một cái lỗi là những cái uh, hồ sơ đó nghĩa là nói nói lớn lên và phóng đài những cái con số lợi tức giam để mà vay được cho nhiều tiền. Thế thì khi họ nói như vậy thì họ yêu cầu điều tra. Thế thì điều tra thì dĩ nhiên những cái hội đồng mà những cái người mà làm ra hồ sơ thuế trong tâm để khai cho cái con số nó nó cao lên để họ có thể vay tiền cho được. Thì họ thú nhận rằng là những con số đó là sai. Và họ nói rằng là hey, cái này phải điều tra ông Tâm chúng tôi là ủy ban làm ra cái hồ sơ đó. Nhưng mà chúng tôi chỉ căn cứ vào những điều ông Tâm nói mà thôi. Để chúng tôi khai lên như vậy trong Tâm vay tiền thành ra việc này phải hỏi ông Trump thế thì khi mà họ nói như vậy thế thì vấn đề thành ra họ không nhận trách nhiệm trong khi họ khai mà người ta nói rằng hồ sơ họ làm sai thì họ làm gì bây giờ thế thì mọi việc chưa việc làm gì thì hai người công tố viên của chính phủ đâm đơn từ chức thế thì hai người này là tiếp theo ông sai đốt ông sai đốt là công tố viên đặc biệt lo về cái vụ này thế thì ông này là hết nhiệm kỳ hồi tháng giêng rồi và hai người này thì tiếp tục làm cho đến khi mà được bằng giao thì bây giờ chưa bằng giao họ lại nói rằng là lôi thôi quả thôi tôi cũng không làm vụ này bởi vì nó không có gì rõ rệt hết họ nói như vậy và hồ sơ cũng chưa chứng minh gì hết thành ra tôi hết nhiệm kỳ rồi tôi xin thôi luôn thành ra bây giờ vấn đề trở lại là từ đầu tức là vẫn chưa còn cái gì ông Trump vẫn còn yên ổn một thời gian uh, trước khi người ta làm được vụ này thêm một lần nữa vậy dạ vâng trong khi đó bản tin kế tiếp cũng liên quan tới vấn đề của ông Trump tại vì trong thời của ông Trump đó thì ông đưa ra cái chính sách gọi là cái China Initiative yeah. tức là cái vấn đề mà sáng kiến Trung Quốc. Với cái chương trình này thì ông Trump đã có những biện pháp để mà ngăn ngừa những trường hợp mà người Trung cộng đó đã liên kết với người Hoa Kỳ để rồi sẽ gián điệp cũng như là sẽ ăn cắp những cái thông tin, những cái khoa học kỹ thuật vân vân để mà đưa về cho bên Trung cộng. Thành ra là sau thời gian thực hiện cái điều này thì giờ đây chính quyền của ông Biden lại thấy rằng là nó có vẻ không có được có hiệu quả và nó À, dường như là nó chống luôn cả những người nào mà Á Châu. Thành ra là chính quyền của ông Biden đã tuyên bố rằng là sẽ bãi bỏ cái chương trình gọi là China Initiative này. Anh Vũ Kiếm. Kỳ thế Á Châu. Mày cơ. Dạ vâng. trong cái vụ này nó rất là đặc biệt bởi vì ông Trump là cái người ai cũng biết rằng ủy ban của ông, ban tham mưu của ông là những người chống người Trung Hoa kinh liệt và do đó họ đưa ra cái sàn kiến Á Châu này. Sáng kiến Á Châu này là họ kết luận rằng là người Trung Hoa đã luôn loại vào trong cái hệ thống của Hoa Kỳ về học vấn, về những trường học, về viện không tử về những cái chuyện rất là nhiều và họ xâm lấn nhiều quá và họ lần lần họ là những người gián điệp của người Trung Hoa Cộng sản và họ lén lút chuyện ra những cái tài liệu về Trung Hoa. Họ đã bắt được một giáo sư đại học của trường Harvard làm cái chuyện này có nhận lương của ông có đủ thứ trường hết và họ đang làm rất mạnh rồi họ trong khi họ làm như vậy thì ông tâm mất chức. Bây giờ ở ờ, phía ông Biden lên <laughs> thì đã xảy ra những cái chuyện trước đó khi họ đang làm thì nhiều nơi những cái người mà Trung Hoa nắm những chức vụ quan trọng đều bị thay chức hết bởi vì người ta sợ người Trung Hoa có thể liên can trong cái vụ này mà phải nói rất là khó để phân biệt người Trung Hoa nào là người Trung Hoa của ông của Tập Cận Bình người Trung Hoa của Cộng sản và những người Trung Hoa, họ đã ở đây, họ là nhập tịch rồi và họ hoạt động cho Hoa Kỳ, họ làm việc cho Hoa Kỳ, đôi lúc họ cũng bị nghi oan à, do đó những cái số người nghi oan đó họ ồn ào lên và họ nói rằng là cái cái mà sáng kiến Trung Hoa dịch từ cái chỗ initiative Chinese initiative những cái sáng kiến đó nó phân biệt chủng tộc và nó đang áp những cái người có học quốc tịch Trung Hoa cũ, tức là nhập tịch Hoa Kỳ à, rồi thành ra đó là những cái điều người ta nói và vì vậy phía ông thì ông Biden xin rút lui cái chuyện này và đồng khi ông xin rút lui thì bây giờ những cái người những cái người mà chú trước đó họ lại nói rằng là ông Biden làm như vậy là sai bởi vì ừ. người Trung Hoa đang độ xâm pan ăn mừng về cái chuyện này bởi vì bại bỏ đi không điều tra họ là họ sẽ tiện lợi. Yeah. <laughs> à, và thưa quý vị với bản tin vừa rồi thì chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình chào bình minh sáng hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi mời quý vị tiếp tục với làn sóng chúng tôi sẽ quay trở lại với cà phê sáng xin kính chào tạm biệt quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855-990-9000, 1855-990-9000 hoặc v247power.com. Vinashop 1855-855-5888 1855-855-5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè Một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1855 855 5888 Oyster Max Go, sản phẩm dành viên cho phái mạnh, bổ thận tráng dương tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1855 855 5888 hãy tiêm chủng đủ liều và mũi vaccine tăng cường để ngừa Covid-19 hoặc đi xét nghiệm ngay khi có triệu chứng. Nếu không phải làm cho bản thân thì hãy làm điều đó cho những người bạn yêu thương. Thông điệp đến từ Y tế Công cộng quận Harris. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982.